các em, hôm nay chủ đề của chúng ta là Back to School. Hôm nay chị Bida sẽ giới thiệu tất cả các dụng cụ học tập tại Mỹ cho các em xem nha. Đây là chai keo Elmer, cái này chị Bida cũng thường hay làm slime nè. Rồi đây là một cũng chai keo nữa, nhưng mà không phải keo nước. Một chai keo dán, cái này thì chỉ có $1 thôi, $1 khoảng 25.000 đồng tiền Việt Nam đó các em. Rồi chị Bida sẽ đóng lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem nha. À, chị Bida cũng mua hai chai keo nhỏ nữa. Ok, bây giờ chị Bida sẽ để vô cái khắp này. Cái này thì chị Bida tự làm đó. Hôm nào có thời gian chị Bida sẽ hướng dẫn các em làm được cái khắp này nhé. Cái này dễ thương ha. Ok, tiếp theo. Khoan, đi chị Bida đặt xuống đây đã. Tiếp theo, cái này là các em biết cái gì không? Cái này là push pins. Có nghĩa là những cái ghim giấy đó các em. Rồi chị biết đó, sau này có thể cần cái này để làm dụng cụ học tập. Rồi chị cũng sẽ để vào cái ly này. Đây là cái ly chị biết đó cũng tự làm hôm qua. Cái này chị làm bằng ly sữa chua đó. Ok. Tiếp theo. Đây là những cái bút mực đó các em. Chị biết đó mua ở Dollar Tree đó. Dollar Tree là ở tất cả các đồ trong đó là chỉ có $1 thôi. Người ta bán văn phòng phẩm thì nhiều, đồ chơi thì ít. Rồi chị sẽ thử ha. Cái này thì chúng ta 4 trong 1 đó các em. 4 màu trong một cái bút mực này. Rất là dễ thương, một cầu vồng ha. Bây giờ chị đã thử xem. Rồi chúng ta dùng cái màu đen là để bấm tắt nó lại. Rồi chị đã cũng sẽ để vào cái ly này. Đây là cái ly, cái cup holder chị đã tự làm luôn. Và cái này cũng rất dễ thương đây các em. Một ba cái bút mực ở Dollar Tree luôn. Cái này cũng chỉ có $1 thôi, 25 đồng tiền Việt Nam. Có hình dưa hấu nè, đủ thứ hết. Chị thấy dễ thương quá chị mua. Mua cho các em xem chứ thật ra chị biết đỏ đâu có đi học. Chị biết đỏ lớn rồi. Đây. Chị sẽ đặt vào đây luôn. Dễ thương không? Và tiếp theo là những cái bút chì. Chị sẽ lấy ra. Có rất là nhiều bút chì đúng không? 2, 4, 6, 8, 10 cây á. Đây, cây này là có kim tuyến nè. Chị thích nhất là cây này đây. Chị cũng sẽ cho vào một cái ly này. Đây là cái ly chị bị đỡ tự làm đó các em. Chị quấn xung quanh là những cái cuộn len đó. Đây, dễ thương không? Rồi video tiếp theo chị Bida sẽ hướng dẫn cho các em làm những cái ly như thế này nha. Tiếp theo là một hộp đắp nặng đồ. Cái này không phải là play đồ mắc hơn cái này. Cái này là những cái này có 8 cái lọ bột nặng ở trong đây. 8 lọ bột nặng mà chỉ có $1 thôi đó các em, rất là rẻ. Nhưng mà chất lượng thì chắc là không bằng play đồ của mình rồi. Nhưng mà cái này cũng chơi được ha. Chị Bida mua để đó. Khi nào cần thiết thì chúng ta sẽ sử dụng. Chị sẽ đặt bên đây. Tiếp theo đây là một cái cuộn len đây các em. Chị biết đã mua trên Amazon đó. Cái này khoảng $3. Khoảng 80.000 đồng một cuộn. Đây cái cuộn này chị làm cái cup này, cái ly này đây. Quấn xung quanh đó các em. Rất là dễ thương. Và tiếp theo đây là những cái quyển tập. Quyển tập cầu vồng đây các em. Các em thích nhất là quyển nào? Tập trắng. Và một số tập khác nữa. Đây, màu xanh. Màu đen. Bây giờ chị Bida sẽ đặt lên. Chị Bida có mua thêm cái này để đựng tập đó các em, để chúng ta sắp xếp cho nó gọn đó. Ok, chị sẽ đặt vào đây. Màu tím. Dễ thương quá. Màu đỏ. Chị Bida rất là muốn tặng dụng cụ học tập cho các em, nhưng mà tại vì chị Bida ở Mỹ đó, không có ở Việt Nam. Nếu mà chị ở Việt Nam á, thì có thể là tặng các em nó dễ hơn. Còn chị biết đỡ thì nếu mà tặng một cái gì đó phải ship, tiền ship thì nó gấp
gấp đôi cái tiền mà cái tiền cái sản phẩm đó các em, cho nên nó hơi khó cho chị là cái chỗ đó. Chắc có thể trong tương lai chị Bích đã về Việt Nam ở đó, thì chúng ta có thể, chị Bích đã có thể tặng nhiều đồ cho các em thông cảm nha. Đừng có thấy các kênh khác tặng mà nói là tại sao kênh chị Bích đã không tặng, tại vì chị ở Mỹ, một số bạn không biết chị ở Mỹ á. Ok, chị Bích đã để những cái crayon vào đây, bút màu, chúng ta có thể xách như thế này được đó. À quên nữa, cái bộ phim mà cô bé Hiếu Thảo đó thì chị Bí Đỏ tạm dừng thôi, để chúng ta làm về chủ đề là Back to School. À, tại vì các em sắp vào học rồi đó, các em ngày 19 là vào học đúng không? À, đúng rồi, bé Peanut ngày 19 cũng vào học đó, cho nên chị Bí Đỏ sẽ làm một số video về cái Back to School trước đi ha. Rồi sau đó chúng ta có thời gian thì chúng ta mới quay lại cái chủ đề là cô bé Hiếu Thảo. Rồi chúc tất cả các em năm học mới vui vẻ. Và chị yêu tất cả các em có đọc được không? Ok, bye tất cả các em nha. Năm học mới thật là nhiều niềm vui, phấn khởi nè. Và quan trọng là phải vâng lời bố mẹ và ông bà nha.